Ok, tép một con mâm cơ than để bàn giao cho bác Khách nhá. Đĩa than tặng bác, tặng thêm cho bác hai cái kim này luôn, tặng cho bác cái cục đổi nguồn luôn. Đấy là đầu tháng cho nên bạn gần như là bạn lấy lộc. Đây. Hàng bãi về tết ok thì bàn giao cho bác thôi. Đây cái bằng này. Đó. Em đang tết giam ly. Tết giam ly đấy. Ra loa. Đang tết giam ly nhá. Cái loa của nó này. Tăng tiếng lên là ra loa nó này. Mình giảm tiếng đi thì mình không nghe loa nó. Đấy. Bây giờ mở CD nhá. Ấn CD này. Test cái đĩa CD cho bác này. Test CD vào này. Gạt sang chế độ CD trên màn hình nó sẽ hiển thị chữ. Màn hình hiển thị đấy là radio. Để đảm bảo an sinh xã hội. Để thực hiện chỉ đạo này thì theo các địa phương cần phải lên một kịch bản cụ thể như thế nào? CD này, đĩa than này, có chữ phono này là đĩa than. CD này, CD này, nó sẽ đọc ra này, rít này, em quay nó khó nhìn quá. Đấy. Bốn này, bài bốn này, tua phát đọc ngay. Con này chạy điện 100V cho nên là em tặng bà cái cục đổi nguồn luôn nhá. Đây. Con này cái hàng bãi về trên Meka nó dán bằng dính linh tinh, bác về bác tự lau chùi cho em nhá. Nó Meka thì không được đẹp bằng con trước nhưng mà cơ bản là ổn. Đấy. Cái chỗ này thì lò xo nó yếu. Lò xo yếu rồi thì đây. Lò xo yếu rồi thì đẩy lại đây. Đó, bét thế này là hết thuốc rồi đấy. Băng đài này. Đây là đĩa này. CD này, tơn này, băng đài này, tua băng dí nhẹ nhẹ, dí nhẹ nhẹ là tua băng, ấn mạnh là ra băng, đó, thế thôi. Còn cái nắp này này, cái lò xo nó yếu rồi, em cũng gọi là gia cố lại thôi, spa lại thôi. Cho nên là hàng bãi mà. Nhưng mà đơn giản thôi, có cái mẹo. Đây, chế cho bác cái thanh chữ L này. Đặt vào đây. Thế là xong. Đặt thanh chữ L vào sẵn thế này là không có gì phải chê nữa. Ok nhá, quay rất chi tiết. Tạm biệt.